Giờ đây là chương trình rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ. Xin các em giúp lễ cả bình hương đi đầu. Và bắt đầu tiếp đến là thánh giá lên cao. Sau đến là các em giúp lễ đoàn thiếu nhi Tô Ma Thiện. Và tiếp đến là cộng đoàn. Xin phái đoàn đại diện cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại giáo vận San Diego. Xin chúng ta tiến bước. Xin đến phái đoàn đại diện giáo phận Tổng giáo phận San Francisco vùng Vịnh Bay Area. Chúng ta tiến bước vào. Và sau đó là đến phái đoàn đại diện hội cao niên giáo phận Orange. Xin chúng ta tiến bước. Và sau đó là đến đoàn Liên minh Thánh Tâm. Xin chúng ta, các đoàn được đọc tên, chúng ta nối tiếp vào để kiệu khởi sự được đúng giờ. Và sau đến là hội các bà mẹ công giáo thuộc giáo phận Orange. Hội các bà mẹ công giáo giáo phận San Diego. Rồi đến hội các bà mẹ công giáo vùng Bay Area. Xin mời chúng ta tiến bước. Rồi đến đại diện của cộng đoàn Đức Mẹ La Vang thuộc giáo phận Las Vegas. Xin tất cả các cộng đoàn chúng ta được nêu tên và xin chúng ta tiếp bước vào. Xin chúng ta tiếp bước. Và sau là tóc tùng là đến kiệu hoa loa vang và với cờ ngũ hành. Đến các tu sĩ nam nữ, đến quý cha, xin quý nam nữ tu sĩ và sau đến các quý cha, xin mời quý cha tiến bước. Rồi đến đoàn thiên thần tung hoa, sau quý cha này đến đoàn thiên thần tung hoa. Sau đoàn thiên thần tung hoa là đến kiệu và sau kiệu là cha giám đốc, cha sáng lập, quý đức cha và các quý vị chia lòng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khởi sự kiệu cung nghinh Mẹ Maria, Mẹ La Vang. Dân Việt Nam khắp trên hoàn cầu. Lạy Đức Mẹ La Vang, dân con Việt. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng giơ cao nến và hướng về kiệu Đức Mẹ. Lạy Mẹ Maria, cùng với sứ thần Gabriel, chúng con kính chào Mẹ. Chúng con kính chào Mẹ với tâm tình yêu mến và lòng cậy trông. Chúng con kính chào Mẹ là người có phúc hơn mọi người phụ nữ trên gian trần. Chúng con kính chào Mẹ là đấng được Chúa yêu thương. Chúng con kính chào Mẹ là đấng đầy muôn ơn phúc và là mẫu gương cho chúng con trong hành trình đức tin. Cùng với sứ thần Gabriel, chúng con kính chào Mẹ và chúng con bắt đầu cuộc rước lọng trọng thể như biểu tượng cho hành trình trần gian mà mỗi người chúng con đang đi. Chúng con xác tín rằng Mẹ đang hiện diện với chúng con giữa bao gian truân vất vả của cuộc đời. Lạy Mẹ Maria từ ái, xin hãy đi cùng chúng con trên mọi nẻo đường trần gian. Lạy Mẹ Maria xin cầu cho chúng con hôm nay, suốt mọi ngày và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội đi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng dâng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có Chúa vô cùng bây giờ mà không có. Lạy Mẹ Maria, Chúa Giêsu đã chúc phúc cho những ai sống khó nghèo và Chúa đã sinh ra trong cảnh cơ hàn tại hang đá Bethlehem. Là Mẹ của Đấng Cứu Thế, Mẹ cũng suốt đời sống khó nghèo theo tinh thần tin mừng.
Mẹ đã đến viếng thăm quê hương Việt Nam thân yêu của chúng con là những người nghèo khó, những người đang bị bách hại để nâng đỡ, ủi an và khích lệ chúng con. Hôm nay chúng con tin chắc rằng mẹ cũng đang đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường cuộc sống. Xin mẹ cho chúng con biết sống lời dạy của Chúa Giêsu trong tám mối phúc thật, nhất là biết sống có tinh thần nghèo khó để chia sẻ, cảm thông và cậy trông nơi Chúa nhờ lời cầu bầu của mẹ. Chúng con cũng cầu nguyện cho những người đang sống trong cảnh nghèo đói, bệnh tật, áp bức, chiến tranh. Xin cho họ được ơn nâng đỡ, ủi an. Xin cho họ được sức mạnh thiêng liêng để họ tìm thấy niềm vui khi họ sống làm con cái Chúa. Lạy mẹ Maria, xin cầu cho chúng con là những người có tội, hôm nay, mọi ngày trong suốt cuộc đời và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Jesus con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có Chúa vô cùng bây giờ và có Amen. Chúng ta cùng giơ cao nến sáng và hiệp lời cầu nguyện. Lạy mẹ Maria, sau ba ngày lạc mất Chúa Giêsu, mẹ đã tìm thấy Chúa trong đền thờ với niềm vui khôn tả. Chúa Giêsu là hạnh phúc, là lý tưởng của cuộc đời mẹ. Mẹ đã tìm thấy Chúa và mẹ được tràn đầy niềm vui vì có Chúa luôn ở cùng mẹ. Xin mẹ giúp chúng con trên đường đời hôm nay biết bao bon chen, biết bao trăn trở, khó khăn và gian nan thử thách. Xin đừng để chúng con đánh mất Chúa. Có nhiều khi chúng con bị cám dỗ để đánh mất Chúa trong cuộc đời. Có nhiều khi chúng con gạt bỏ Chúa ra khỏi đời sống, gia đình, nghề nghiệp, lương tâm và trách nhiệm của mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con để luôn luôn có Chúa ở với chúng con trên mọi nẻo đường đời. Lạy mẹ Maria, chúng con đã đi cùng với mẹ mọi chặng đường của cuộc rước đêm nay. Và chúng con tin rằng mẹ cũng luôn đi với chúng con trong mọi hành trình cuộc sống. Xin mẹ chúc lành, che chở và lắng nghe những ước nguyện đơn thành từ mỗi con tim của chúng con dâng lên mẹ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho mỗi người chúng con hôm nay, mọi ngày trong cuộc sống và trong giờ lâm tử. Amen.